Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều ngành lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân đồng tâm hiệp lực khắc phục mọi khó khăn thử thách, đoàn kết phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền kinh tế có tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được chăm lo cải thiện, góp phần xây dựng quê hương Kiến Sương ngày càng giàu đẹp văn minh. Huyện Kiến Sương về đích huyện nông thôn mới trước năm 2020 vượt chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban ngành có liên quan tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên nắm tình hình các lĩnh vực như dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để kịp thời đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, mặt trận các cấp trong huyện đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chọn lựa cây trồng con vật nuôi theo hướng trồng cây con đặc sản được thị trường ưa chuộng, khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại giá trị thu nhập cao, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đặc biệt, các cấp mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất, tài sản, ngày công để xây dựng các công trình thiết yếu nông thôn. Từ đó, diện mạo các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi rõ nét. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo, kêu gọi vận động ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, quỹ vì người nghèo huyện đã vận động được trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và sửa chữa 62 nhà đại đoàn kết, tặng hơn 45.000 suất quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình vợ chồng ông Hoàng Văn Cử, thôn Trần Phú, xã Bình Định vừa mới hoàn thiện trước thềm đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chính là một trong 6 ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây mới trong năm 2024 của huyện. Hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Điều mà tôi mong muốn nhất là có ngôi nhà kiên cố để tránh mưa tránh bão, cái tuổi già bệnh tật. Tôi cũng không mong muốn gì hơn hết các cấp lãnh đạo chính quyền rồi các ban ngành đoàn thể giúp đỡ gia đình tôi nội ngoại hai bên để giúp đỡ ủng hộ gia đình tôi từ tiền hay vật chất rồi là công làm, thì tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đối với việc xây nhà đại đoàn kết đối với địa phương thì có tác động rất lớn. Nó giúp cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo là an tâm sản xuất, phát triển kinh tế cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là đối với địa phương thì đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nên là cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết là cái này đã rất thiết thực. Đấy, cùng giúp với Đảng, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc là và các đoàn thể để chúng ta sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Cùng với cuộc vận động triển khai mang tính sâu rộng, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiệm kỳ qua được mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xây dựng, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua không thể không kể đến đó là việc triển khai rất hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm. Qua thống kê, đã có 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội với nhiều hình thức tổ chức vui tươi, trang trọng, phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua việc tổ chức ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp về sinh hoạt với nhân dân, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc, ký cam kết thi đua tại các địa phương. Hoạt động này đã trở thành ngày hội đại đoàn kết của nhân dân tại các thôn, xóm, khu dân cư trong những năm qua. Nhiệm kỳ qua, công tác tôn giáo được quan tâm đã tạo được sự đồng thuận của đồng bào có đạo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được thu hút tập hợp và tổ chức ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, phong trào thi đua xây dựng chùa Cảnh 4 gương mẫu, xứ họ Đạo 4 gương mẫu trong đồng bào các tôn giáo được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo với việc chấp hành kỷ cương pháp luật, gắn đạo với đời. Sinh hoạt tôn giáo góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được nâng cao, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp được khơi dậy. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 20 đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất và bổ sung các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương đã được Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, để lại điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ hoạt động, đó là Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát và phòng chống đại dịch thành công. Tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tổ chức vận động, tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ vật tư y tế, người dân tại các vùng bị cách ly cho đại dịch. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Trong 5 năm qua, đã tổ chức 8 hội nghị cấp huyện, 145 hội nghị cấp xã để người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm cơ sở giữ vững ổn định tình hình các địa phương và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tích cực chủ động tham gia tạo thành công cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận và các đoàn thể chính trị đã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát với những nội dung nhạy cảm khó khăn được đông đảo nhân dân quan tâm. Các ý kiến kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục. Qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận các cấp. Cùng với các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động và tổ chức lấy ý kiến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại 6 xã trên địa bàn thành công. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các tổ tư vấn của Mặt trận Tổ quốc. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ mặt trận đã góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào và cuộc vận động, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, khen thưởng các gương người tốt, việc tốt để cổ vũ các phong trào trên địa bàn huyện. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Hàng trăm lượt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư được nhận bằng khen của các cấp. Hàng trăm lượt cán bộ được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chỉ thị số 22 CTTU ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đề án, thông chi của tỉnh ủy, công văn số 457, 556 của huyện ủy về lãnh đạo chỉ đạo một số nội dung về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Ở huyện nhà đã chỉ đạo 33 trên 33 xã thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở thành công, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, quy định điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là nền tảng góp phần tích cực cho tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Sương khóa 21, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng có thể khẳng định rằng đấy là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc khóa 20 đề ra. Và trong thời gian tới đây thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 21, nhiệm kỳ 24-29. Thì với cái chủ đề của đại hội là đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, xây dựng quê hương Kiến Sương phát triển nhanh và bền vững. Phát huy các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong nhiệm kỳ mới, các cấp mặt trận trong huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng quê hương Kiến Sương phát triển nhanh, bền vững, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đại hội đề ra, góp phần xây dựng huyện Kiến Sương ngày một giàu đẹp, văn minh. Vinh quang thay Mặt trận Tổ quốc ta, dưới lá cờ Đảng sóng gió vượt qua, trùng trùng lớp lớp sông pha, toàn dân một khối hát chung bài ca, muốn con tim hướng về anh Thái Dương, giáo lương kính thường một mái nhà chung, người người cùng sát vai nhau, niềm tin vững bước tiến theo lời Bác, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng.